này ngày 16 tháng 12 năm 2020, thứ tư tuần thứ ba mùa vọng năm B. Trích sách tiên tri Isaia. Chính ta là Chúa và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên ánh sáng và tối tăm. Ta đã dựng nên hạnh phúc và tai họa. Chính ta là Thiên Chúa đã làm những sự ấy. Trời cao hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công chính. Đất hãy mở ra và trở sinh đấng cứu độ Và đồng thời sự công chính hãy xuất hiện Chính ta là Chúa đã dẫn nên loài người Vì Thiên Chúa đấng đã dẫn nên các tầng trời Chính người đã dẫn nên địa cầu Đã tạo ra và làm cho nó bền vững Người không dẫn nên địa cầu hoang vu Nhưng đã dẫn nên cho người ta ở Chính người phán ta là Chúa Và không có Chúa nào khác Nào ta chẳng phải là Chúa và ngoài ta còn có Chúa nào khác đâu, không có thiên chúa công bình và cứu độ nào khác ngoài ta. Hỡi các người ở tận cùng trái đất, hãy trở lại cùng ta và các ngươi sẽ được cứu thoát, vì ta là thiên chúa và không có Chúa nào khác. Ta lấy tên ta mà thề, lời công chính phát xuất từ miệng ta sẽ không trở lại. Mọi gối sẽ quỳ xuống trước mặt ta. Và mọi lưỡi sẽ lấy tên ta mà thề rằng Nhà Chúa và tôi sẽ được công chính và sức mạnh Người ta sẽ đến cùng Chúa Và mọi kẻ chống đối người sẽ phải hổ thẹn Toàn thể dòng dõi Israel sẽ được công chính hóa và được hiển vinh Đó là lời Chúa Ta ơn Chúa Hỡi các tầng trời hãy đô sương mai hơi ngàn mây hay mưa đâm công chinh tôi sẽ nghe chúa là thiên chúa của tôi phán bao điều chi chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an vâng ơn cứu đồ chúa gần đến cho những ai tôn sợ chúa để vinh quang chúa ngự trị trong đất nước chúng ta hơi các tầng trời hãy đổ sương mai hơi ngàn mây hãy mưa đâng công chinh lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau đức công minh và sự bình an hôn nhau âu im từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống hơi các tầng trời hãy đổ sương mai hơi ngàn mây hay mưa đâng công chinh vâng chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hào và đất nước chúng ta sẽ sinh bông trai đức công minh sẽ đi trước thiên nhân chúa và ơn cứu đồ theo sau lúc bước của người hơi các tầng trời hãy đồ sương mai hơi ngàn mây hay mưa đông công chính Alleluia, Alleluia chúa đến hãy ra đâu người Trên người là hoàng tử bình an Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi đấng nào khác? Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa ngài rằng Doan thể giả sai chúng tôi đến hỏi ngài Ngài có phải là đấng phải đến Hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác Ngay lúc đó Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám Và cho nhiều người mù được thấy Ngài đáp lại rằng các ông hãy về thuật lại cho do an những điều các ông đã nghe và đã thấy người mù xem được người què đi được người phong hủi được sạch kẻ điếc nghe được người chết sống lại kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng và phúc cho ai không vấp phạm vì ta đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa một thiên chúa đầy bất ngờ thầy có thật là đấng phải đến hay không luca chương 7 câu 19 suy niệm ai trong chúng ta dám nói rằng mình đã biết tường tận về chúa từ kinh nghiệm này, chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên về câu hỏi của Doan Tẩy Giả. Chính ông là người đã dọn đường cho Chúa đến và đã làm phép rửa cho Chúa Khi mà. Luca chương 3, từ câu 1 đến hôm 2. Rồi Chúa hôm nay dạy chúng ta, Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là một vị Thiên Chúa đầy bất ngờ. Bất ngờ trong giờ của Ngài, bất ngờ trong cách thức của Ngài. Thiên Chúa là cha, qua công một ngài là Đức Giêsu Kitô tỏ mình ra là đấng huyền nhiệm luôn luôn mới chúng ta đến với Đức Kitô chiêm ngắm để khám phá ra ngài hiện diện trong đời sống đạo của mình mời bạn mùa vọng mùa mong chờ mong chi đây chờ ai đây câu hỏi có vẻ ngây ngô khi mà Chúa đã đến cách đây hơn 2 ngàn năm hay là mong Noel nhưng mong một lễ hội bạn ạ à, chúa vẫn đang đến trong mỗi phút giây hiện tại và chúa sẽ đến trong ngày kính chung thời gian này là dịp để bạn đón nhận một điều gì đó thật mới mẻ từ biến cố con thiên chúa xuống thế làm người nhưng làm sao nhận biết Chim ngắm và thuật lại cho người khác là một cách thế các anh cứ về thuật lại cho ông gioan những điều mắt thấy tai nghe chia sẻ theo bạn có phải chúng ta vẫn hay áp đặt cho thiên chúa từ những lý luận của chúng ta sống lời Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em bằng chính kinh nghiệm đức tin của bạn, chứ không chỉ qua kiến thức bạn có về Ngài. Cầu nguyện, lạy Chúa xin cho con luôn có một con tim luôn rộng mở, để luôn học biết và đón nhận những điều mới mẻ mà Chúa muốn dạy cho con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày, hơi ấm của tình người một vị linh đạo ấn giáo và các môn sinh ngồi quay quần bên một bếp lửa hồng sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn ra nhưng bỗng chốc vị linh đạo già run lập cập môi ông bập bẹ không nói ra lời các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy thưa thầy chắc thầy yếu trong người chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi trong cơn thổn thức vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng Lửa và sức nóng trong căn phòng này quá đủ cho ta Ta cảm thấy lạnh là bởi vì bên ngoài có một người hành khắc đang run lập cập Quả thật, đúng như lời của vị thầy Các môn sinh đã mở cửa nhìn ra ngoài Và họ đã tìm thấy một người hành khắc đang rét run vì đói và lạnh Họ đưa người đó vào trong căn phòng săn sóc cho anh Và từ giây phút ấy, vị linh đạo già cũng trút bớt được nỗi rét run của mình Câu chuyện được tích từ kho tàng khôn ngoan của người Ấn Độ trên đây, có lẽ gợi lại cho chúng ta lời của thánh Gia Cô Bê tông đồ, đức tin không có việc làm là một đức thiên chế. Vì linh đạo già trên đây đã cảm thấy rét run là bởi vì sự ấm áp của thầy trò đang có với nhau chưa được chia sẻ cho người khác. Ông chỉ cảm thấy thật sự ấm lòng khi ấm của sự quay quần ấy được san sẻ cho người khác. Vị linh đạo này là hình ảnh của đời sống đức tin của chúng ta Dù có xuất sáng bao nhiêu trong việc cầu nguyện Trong các nghi thức phụng tự Nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân Thì hơi ấm của lòng đạo đức nơi chúng ta Chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu Một đức tin nhiệt thành Một đức tin có hơi ấm thật sự Cần phải được nuôi dưỡng bằng lòng mến Bài thức sách lẽ sống